Bỏ ra đây này. Rồi, mình này đập chết luôn. Rồi. Cái gì mà cũng đập chết luôn. Xin chết đập. Xin đập. Ừ, rồi thôi chết đập đúng không? Mình rồi. Thế được. Để xem nhá. Lỗi có biết có được đập chú Lindo không? Rồi. Có được không? Rồi. Có được không? Xin lỗi chú Lindo đi. Ai lại bảo là mồm chú Lindo hôi. Này. Thằng này. Chú Lindo có gãy răng không? Ừ, thằng này hư. Thằng có gãy răng là nó mầm hôi lắm, mầm hôi quá. Nhất cứ thôi. Thôi. Rồi. Cười chết à. Được. Lạ Linh đâu nói nhiều đi, nói nhiều mà được về. Kể đó. Nói nhiều rồi, cái này là của ai nha chú Linh? Kể chú Linh không biết, đừng có hỏi. Hỏi chú Linh đâu kìa. Chú Linh đâu biết đâu. Trời ơi, ai chú chắc cô heo, táo 20:30 lên nhá, mọi người nhá, 3 phút nữa nhá. Ông Lê ngồi cười không. Rồi, khô heo là khô heo này thì thường thường khô heo thì sẽ có cái này đi xem kèm đó là tỏi. Đây cái bánh ngu về đây. Rồi, 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 chân về rồi nhá. Lấy cái điểm đi. Rồi, mà sao mình bây giờ chúng ta đi. Đấy rồi, bánh trung thu rồi, lên rồi. Bánh trung thu ở Việt Nam qua đây rồi. Linh đó hay ghê. Yeah. Ghi điểm quá thành công luôn. Sẽ được tên Việt Nam kiếp. Rồi. Linh mẹ bảo là ai mình đi lấy mà anh Linh bảo là ai. Ăn đi, đây này, nói nhiều không? Đây, cái này mọi người nhá. Đây những ai ăn được bơ tỏi thì bỏ tỏi vào nhá, những ai không ăn được tỏi thì đưa ra nhá. Mình bánh bỏ sẵn ở trong này này, rồi, nhỏ này. 500g là 225k. Đấy. Và 250g là còn 115k thôi. Cái này là khô heo. Ngon không? Ngon lắm. Chú tự ăn xem nào. Khoan à, bình tĩnh đã. Bánh có rồi nhá mọi người ơi. Linh có Lôi bánh rồi, cả nhà mình ơi. Lôi là hay kêu chú Linh đồ lắm. Hay kêu chú Linh đồ lắm. Thôi, bây giờ nhá. Có bánh rồi nhá mọi người ơi. Mọi người có bánh rồi nhá. Có bánh rồi. Lên bánh kia anh. Cái thùng kia đâu? Đấy rồi. Mọi người cái này ngon nhá, cái này ngon. Khô heo nha mọi người ơi, khô heo, vừa ngọt và vừa cái không nhiều nhá. Mọi người ơi, bánh cũng muốn chín rồi nhá, ai chưa ăn hết là sẽ vào hàng để mọi người ăn thử nha mọi người. Mọi người, quá ngon cũng kín luôn. Mọi người xem ai nói nhiều bán được hàng là mọi người ghi nhận nhá. Comment tên Lindo hoặc là Lôi nhá để sắp tới cho về nhá. Rồi nè. Mọi người cái này khi nào mọi người ăn nhiều á, xong rồi mọi người bỏ nhiều vào xong rồi mọi người bỏ nắp tủ lạnh nhá. Đúng rồi. Cực kỳ ngon luôn. Ngon lắm. Bánh có rồi mọi người ạ. Bánh có rồi. Mọi người cứ chờ tí nha, mọi người cứ chờ tí. Yên tâm nhé. Đấy, Lôi. Ok, khó heo đấy, mọi người. Không cay bao giờ. Biết này, ai chưa ăn phải thử, ăn thử nhé mọi người. Cái này không cay nha mọi người. Ngon như thế nào? Cái này không ngon luôn, cái này ngon cực kỳ. Ngon cực kỳ luôn. Ngon cực kỳ luôn đấy, cái này. Bánh thu có rồi mọi người ơi. Rồi, giá rẻ nữa. Nói đi, giá rẻ. Giá rẻ nhá mọi người, giá còn rẻ. Đúng rồi. Bánh có rồi. Chuẩn bị lên nhá. Mọi người chuẩn bị lên rồi nhá. Bánh chuẩn bị lên. Đấy. Bánh chuẩn bị, mọi người nhìn này ngon nha. Ngon okay, nha mọi người. Ok, yên tâm nhá mọi người. Mọi người cứ yên tâm. Đấy. Bánh thu luôn chín rồi lên. Đúng rồi. Đấy, khô heo nha mọi người. Đấy. Khô heo nha mọi người. Ai mua sẽ ai mua là ăn không hết là sẽ bồ nắp tủ lạnh. Đúng rồi. Cực kỳ ngon lắm. Cực kỳ ngon luôn. Đấy. Ngon cực kỳ luôn. Trời ơi. Lindo. Rồi. Hết chào. Rồi cháu cho lên nha mọi người. Cháu lên nha mọi người. Lên rồi hả? Lên rồi.
Chưa thầy đánh lên. Ok, chốt đi nha mọi người, chốt đi nhá. Mọi người đi yên tâm, chốt đi, chốt đi mọi người đi yên tâm. Đấy. Mọi người nhìn. Đây. Có bánh chưa? Đấy, đây rồi, có rồi. Đây, đây rồi. Rồi. Đấy. Đây rồi. Đấy rồi. Sao hộp đẹp thế nhỉ? Chua đi lôi như này, hộp đẹp. Đấy. Đẹp, đẹp, thủ linh đồ. Thôi để bóc ra đó. Quá đẹp. Bóc ra. Quan để xem nào. Táo lên rồi mọi người nhá. Táo lên rồi. Táo lên rồi. Ai săn được táo chưa? Bánh nào khó cứ mở không ra cho kịp đất cao luôn này. Ngươi uống chơi cái này nhá, đừng cho cái rồi, cái rồi, này rồi. Ra nhá. Hai chú cháu để dễ thương quá đấy. Đúng thời đã mua tao. Ok, cảm ơn bà nha. Linh ơi, chú Linh uống không? Có chú Linh có. Chú Linh khi bóc ra xong rồi hắn là thưa thưa bắn hắn đã để chú Linh uống lại đi đấy. Năm chú Linh đồ tỉnh nhiên mà. Đặt đi. Nè, ngon nè. Ngon nè, cái hộp nè. Cô Linh đồ ăn đi. Đấy. Đây. Thôi. Ăn đi, ăn đi. Có rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Đây, đây. Không thể. Đấy. Đặt hai ổ. Mọi người, cái này cũng sai nhỉ. Sao chú Linh ơi. Sao mọi người bỏ cái này cất cay vào. Mà cái này nó heo. Để cho nó vừa ngon vừa cay mực. Một tí thôi, có tí thôi, không cay lắm đâu. Không cay, không cay. Không cay lắm đâu cháu ạ. Không cay lắm, không cay luôn. Vừa ngon. Vừa cay hơn tí, cay hơn tí. Đúng rồi. Cay hơn một xíu một, mọi người. Một xíu đấy. Xíu luôn. Không thầy tao luôn. Rồi, bánh tu đây. Đây. Lên rồi đấy. Đấy, bánh tu. Đây. Sau đây. Quá đẹp quá. Đấy. Rồi, chờ tí nha. Rồi. Cứ bánh rồi, bánh cũng thu đấy rồi. Đấy. Ôi trời ơi, đấy mọi người thấy chưa? Ai chưa có 100 chút nữa. 100 chút nữa. 100 chút nữa mọi người. 100 chút nữa mọi người. 100 chút nữa cực kỳ lại nha mọi người. Còn có 100 chút khô gà nữa nè, khô heo nữa. Ui ơi, chết rồi, chết. Đấy. Lick lấy về tiếp ngày nào ai? Ngày nào à? Có tao không? Chưa lên nhá mọi người. À, hay là có rồi, đúng rồi. Cháu có rồi nhá mọi người. Có rồi. Tao có rồi á? Rồi, cái này chủ lên đường này như thế. Bảo lối bảo là cháu có rồi đúng không? Tao có rồi, chủ Linh bảo tao có rồi mà mọi người. Mua được bánh rồi. Cảm ơn mọi người đã mua ủng hộ. Anh em mình nha. Chưa có tao. Còn 100 chút nữa, còn 100 chút. 100 chút nữa mọi người. Khô heo nữa, khô heo nữa mọi người nha. Khô heo nha mọi người đấy. Táo lên rồi, táo lên rồi. Những ai săn được táo thì comment cho mình biết nha. Comment nha mọi người, cái comment. Đúng rồi. Tí nữa mình ăn luôn. Đúng rồi. Rồi. Mọi người không nghe mô, có hiểu mô. Nơi lời này đắt, người đắt. Nói to lên để mọi người hiểu. Mọi người ơi, lời bảo Linh đồ mà chú Linh đồ phải khi nào lên. Rồi, từ rồi. Rồi, thôi anh em khoan là nói nhá. Dừng rồi, nhá. Rồi. Để chúng ta chắc chắn. Cứ bình tĩnh ra nhá. Nói là phải nghỉ đi chứ. Tiếp đi. Rồi. Bây giờ này. Ok, xong xuôi hết rồi thì bây giờ sẽ lên cho mọi người là bánh trung thu. Lên rồi đấy. Trung thu. Bánh trung thu chứ không phải bánh trung thu. Quên nhầm. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Ngươi nói bánh trung thu nào. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Rồi, chỉ có 1.000 suất thôi. 1.000 suất. 1.000 suất nhá cả nhà biểu ơi. Chỉ có 1.000 suất thôi mọi người nha. Chỉ có 1.000 suất thôi nha, để bọc từ 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 từ. Cái bình tĩnh đã. Để chú Linh. Để chú Linh. Để chú Linh nào. Cứ để chú Linh, không, cái này để chú Linh. Thì chú đấy. Linh cũng phải để nói để về Việt Nam nữa chứ. Hai đứa nói thì tí nữa xong. Cái này chú Linh đã bảo rồi. Rồi, đây. Hai chú cháu. Giá là 498 là một set hộp như thế này nha mọi người. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Đây hộp, này, nhìn này. Đẹp rồi. Ui, xài ơi. Không muốn thấy chú Linh. Có. Có 1.000 suất thôi nha. Đây, một này. Và bóc ra này.
cái này đi làm quà hay gì cũng rất là đẹp. Có một bạn là comment là hỏi là bài này cũng thu sử dụng được bao nhiêu lão? Bao lão? Ba nè. Ba. Để lôi nào từ từ nào. Đếm rồi, 5, lên đi em ơi, không cần đếm đâu, lên đi. Không cần đếm đâu. Cứ lên đã, rồi đừng lên. Từ từ lôi nào, để chú Linh nói nào. Gíp, gíp. Đây, đấy, trong bánh thì sẽ là có 4 cái 2, 3, 4 cái nha mọi người. Rồi, set nào thì mọi người cứ đặt nhá, đặt trên giỏ hàng ấy, đặt trên giỏ hàng, gíp vào đấy. Này. Hôm nay bánh này. Đấy. Ui, đẹp nhờ, ngon lắm. Ăn không, ăn thử không? Ăn thử luôn. Có ăn thử không? 4 cái bánh lời khác nhau nhá mọi người. Lời màu trắng và... Đây, đây, để mình nói vị nhá. Cái này là cốm dẻo dừa sợi này. Đây, cốm dẻo dừa sợi. Và cái này là... cái gì? Chocola maca. Đấy, hết rồi ạ. Hết rồi. Không có lời to. Lôi từ từ, lôi từ từ nào. Con từ từ nhá. Đâu rồi? Ôi, hết 1.000 suất rồi. Hết rồi em, người ta hết 1.000 suất rồi. Cái này là đậu xanh trứng muối. Đậu xanh trứng muối, khoan từ từ, để review đã trời ạ. Để review đã. Từ từ. Đây, lôi còn chưa ăn này. Rồi, đây là cốm dẻo dừa sợi. Đấy, là hai loại. Là...